Hi, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng font trong Photoshop. Thì có nhiều bạn hỏi mình là cách sử dụng font như thế nào, bởi vì các bạn có thể thấy là có nhiều ảnh các bạn muốn chèn cái dòng chữ nào đó lên để thêm nội dung hay là tiêu đề đấy cho bức ảnh. Tuy nhiên là các bạn đó không làm được, mà hoặc là có thể biết cách sử dụng đơn giản nhưng lại không biết cách phối hợp hoặc là đi vào chi tiết nó như thế nào để mà có thể điều khiển được nó tốt nhất. Thì ngày nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Thì đầu tiên là cái chúng ta cần đó là tool, text tool, mình sẽ sử dụng là horizontal type tool. Thì đó là chữ T, các bạn có thể thấy ở đây chữ T ha. Thì đây có một số cái toolbox nó sẽ hiện ở đây và có một số hiệu chỉnh chúng ta sử dụng, đó là một là tên font, size font, độ nét biên, nét viền đó, và canh lề. Màu font có thể sử dụng cái bảng trên này cũng được. Và một cái quan trọng đó là character, là cái tab character. Các bạn có thể sử dụng, nếu các bạn không thể thấy được cái này hoặc muốn nhanh, các bạn vào view window và chọn character. Và cái thứ hai nữa là paragraph, nếu không thấy các bạn có thể vào window và chọn paragraph. Thì trong cái paragraph này giống y hệt trong Word hay là Excel, nó sẽ là canh lề, nhiệm vụ chính là canh lề, cành trái, cành giữa, cành phải hoặc là cành chuẩn hai bên chẳng hạn thế. Còn cái quan trọng hơn là character, cái tab này. Thì ở cái tab này sẽ hỗ trợ chúng ta cách ngăn cách dòng, khoảng cách chữ, cũng như là làm độ biến dạng và một số hiệu chỉnh khác. Chữ ở đây mình sẽ làm tạo một cái chữ trước đây ha. Thì có một số bạn thường là các bạn sẽ click và bắt đầu gõ chữ Hoàng Phúc. Tuy nhiên theo mình thì làm cách này cũng không thật sự là hay. Bởi vì một số trường hợp các bạn có thể muốn làm cho nó căn giữa chẳng hạn, các bạn khó kiểm soát được. Trong khi đó, nếu các bạn sử dụng cái tag tool và các bạn cầm kéo ra một cái ô thế này, thì cái ô này sẽ là cái ô làm việc để các bạn gõ chữ vào. Thì khi đó là các bạn có thể bôi và bắt đầu cánh trái, cánh phải, cánh giữa, cũng như là làm nghiêng hay là làm bất kỳ một cái gì nó thao tác nhanh hơn và hiệu quả hơn so với việc của chúng ta click vậy ha. Đó là một cái lưu ý đầu. Đây mình sẽ bắt đầu gõ YouTube channel, ví dụ thế đi, youtube.com happy Photoshop. Rồi, ví dụ thế. Thì đây mình có hai cái dòng này. Ví dụ như bây giờ mình muốn cho cái này nó mỏng hơn, mình sử dụng một cái font khác chẳng hạn. Mình sẽ sử dụng là font Myriad đi, Myriad Pro. Sẽ hiện ra như thế này và mình sẽ làm cho nó bự mập ra tí xíu, in đậm ạ. Rồi, tại đây thì mình muốn cho nó có cái khoảng cách, đây, cái khoảng cách dòng đi, mình muốn cho nó cách xa cái dòng phía trên này chút xíu. Ở đây là nó đang sử dụng font 24, thì chúng ta sẽ sử dụng cái size lớn hơn 24 để nó cách ra 30, 60 chẳng hạn. Ví dụ hơi xa, để 48 đi. Rồi, tiếp theo là mình muốn cho nó giãn ra, vì các bạn thì có thể thấy là nó hơi sát vào nhau, mình muốn cho nó giãn ra. Mình sẽ khoảng cách giữa các chữ nó cách ra, giữa các ký tự nó cách ra. Thì đó là một cách. Còn một cái nữa là ví dụ như mình muốn, trong trường hợp mà chúng ta muốn tạo một cái phong P mũ 2 thì chẳng hạn, thì cái này thì có nhiều bạn là chúng ta sẽ tạo chữ P số 2 rồi cho số 2 nhỏ hơn rồi kéo cao lên, nhưng mà không cần thiết, bởi vì là chúng ta sẽ sử dụng một cái chức năng có sẵn. Thì nó đây, cái này mình sẽ cho nó cái số 2 này, cái phong số 2 này nó nhỏ đi, ví dụ như là 36, và cho cách cao lên 20 pixel, chưa đủ 40 pixel rồi. Đại khái
là đại khái như thế này. Thì đó là một số cái cách sử dụng thông thường. Ở đây nó còn một số cái hỗ trợ thêm, ví dụ như là làm bold, làm đậm chữ hoặc là làm nghiêng, rồi làm in hoa toàn bộ. Tuy nhiên là những cái này mình khuyên không nên dùng, bởi vì cái này là những cái tinh chỉnh khác với cái phông. Cái phông không được, đối với những cái phông mà không được thiết kế để mà làm bự thì các bạn có thể sử dụng cái này như là một cách chữa cháy. Tuy nhiên là nó sẽ không có được đẹp, bởi vì Photoshop sẽ tự thêm vào những cái pixel để làm cho cái chữ nó phì ra, cho nên là cái đường biên chữ nó sẽ không còn tự nhiên được nữa. Cho nên là khi cần chúng ta sẽ chọn những cái phông được thiết kế và có sẵn những cái lựa chọn thế này. Chúng ta sẽ chỉ lựa chọn những cái phông được setting sẵn như là bold, italic các kiểu, ở đây có sẵn thì chúng ta sẽ sử dụng, còn không nên sử dụng những cái thêm vào của Photoshop là những cái thế này. Rồi, để áp dụng vào chữ, áp dụng vào ảnh thì nó như thế nào? Bỏ này đi. Như ở đây mình sẽ sử dụng cái phông thư pháp cho cái này đi. Phông thư pháp Thiên Ân, và mình sẽ gọi chữ đánh cá chẳng hạn. Thì đặc biệt ở những cái phông thư pháp như thế này thì thông thường nó sẽ có những cái ký tự ẩn, nó là ký tự ẩn nhưng mà thực tế là nó là những cái ký tự được người thiết kế cái phông này làm khác đi. Ví dụ như ở đây mình muốn gõ cái dấu ngã đi, cái dấu ngã là cái phím trên bàn phím của các bạn thì nó nằm ngay bên cạnh số 1 đó, dấu ngã đó, mình gọi dấu ngã ở đây thì ra cái này, nó không ra dấu ngã nữa. Hoặc là mình gọi dấu cộng thì ra chữ T chứ không ra dấu cộng nữa, hoặc là dấu ngang đó. Thì các bạn có thể thấy bởi vì trong cái đó là ý đồ của người thiết kế thôi. Ví dụ như là ở cái phông này là phông thư pháp đi, thì đa phần những cái phép toán như dấu cộng, dấu trừ, dấu sao, hoa thị nọ thì không được sử dụng. Do đó là người thiết kế sẽ ép người thiết kế sẽ thay vì làm những cái hình dạng nó theo cái hệ thống có sẵn thì người ta sẽ làm những cái hệ nhận dạng khác đi để mà có thể bổ sung vào, hoặc là có những cái ký tự không được sử dụng, ví dụ như là chữ J, trong tiếng Việt không có chữ J mà cái đánh thư pháp thì dùng cho tiếng Việt. Thường là chỉ có người Việt mới sử dụng phông thư pháp thôi, cho nên là chữ J trong cái bảng chữ cái tiếng Việt không có, nên là chữ J này sẽ được thay thành chữ Q, hoặc là cái này là chữ G cũng được, hoặc là Z đó, Z in hoa, hoặc là chữ J in hoa, ví như vậy. Rồi thì ở đây mình cũng có thể sử dụng một số cái planning mode, ví dụ như thông thường là mình hay sử dụng overlay hoặc supply. Ví dụ như là mình sử dụng overlay đi, và các bạn nó sẽ thấy nó hơi mờ đi chút xíu, mà mình sẽ nhân đôi lên bằng bằng phím Ctrl J để nhân đôi layer lên và giảm opacity đi chút xíu. Rồi sẽ có cái chữ tương tự như thế. Tiếp theo cái lưu ý đó là khi sử dụng những cái phông thư pháp, ví dụ như phông thư pháp Thiên Ân này chẳng hạn, thì các bạn tránh cái trường hợp mà kiểu như thế này nha. Được rồi. Tránh cái kiểu sử dụng như thế này, đó là in hoa toàn bộ cái chữ trong một dòng. Bởi vì thiết kế của những cái phông này không được sử dụng cho cái việc đó, mà sử dụng cho những cái việc khác, hoặc là những cái phông này chẳng hạn, phông này thì còn được, và bị những cái phông in hoa này đó, ví dụ như thế này. Mình thấy có rất là nhiều bạn sử dụng như thế này, nó không có đúng theo cái thiết kế của chữ. Những cái phông in hoa toàn bộ này thì phù hợp với những cái phông có khuynh hướng hiện đại hơn chút xíu, chứ không dùng cho những cái phông thư pháp. Những cái này cũng không được nè. Đó. Có thể thấy nhìn nó rất là kỳ. Sử dụng phông này thì được nè. Rồi. Tiếp theo một cái hình khác đi. Hình này chẳng hạn. Có thể thấy cái chữ này đời khói này. Thì làm sao mình tạo được cái chữ này?
Đầu tiên là mình sẽ tạo một cái chữ đời khói trước, sử dụng phong UTM đình trần và gọi chữ đời khói. Rồi, mặc định anh sẽ như vậy rồi. Cho nó to lên chút xíu. À, tương tự như hồi nãy, mình cũng để overlay nhân đôi lên và giảm bớt đi xíu, tí xíu thôi. Rồi, cái dấu gạch ngang kia thực tế nó là cái dấu trừ, cái dấu gạch ngang á, shift mà dấu gạch ngang, nó là cái phím ngay bên cạnh cái trên bàn phím các bạn, nó nằm ngay bên cạnh cái dấu cộng, dấu bằng đó, là cái dấu gạch ngang á, để phím shift click đó nó sẽ ra cái này. Và mình sẽ kéo để nó xuống phía dưới này chút xíu, để nó xuống. Rồi, và mình nó hơi giảm đi tí xíu, để overlay nhân đôi lên, giảm đi chút xíu. Rồi, tiếp theo là convert cái này thành một cái layer bình thường. Ở đây nó đang là layer chữ ha, các bạn không tác động lên được. Các bạn click thử cái brush này, nó sẽ báo không xài được. Các bạn sẽ chọn hai cái layer giống nhau thế này, convert to smart object, tương tự với cái hai cái layer đời khói, convert to smart object và re-rasterize layer và biến nó thành cái layer bình thường. Thì ở đây các bạn có thể tác động thì nó y như là một cái layer bình thường rồi. Mất cái kia rồi, thôi kệ nó đi. Ở đây mình sẽ tạo ra cái biên, có thể thấy nó đang bị đè lên nhau. Mình sẽ đè phím control và đưa con chuột vào cái thumbnail của cái layer đời khói, click vào nó ra cái này. Rồi các bạn sẽ chuyển qua cái công cụ phía trên này ha, và click lại vào layer cái đường gạch ở phía dưới và click cái phím qua phải, click phím qua phải chút xíu và click delete, sau đó click ngược lại qua trái một chút xíu và click delete. À, nó sẽ ra như thế này. Rồi, đó là một cách khác hoặc là một cái hiệu ứng chữ nữa. Ví dụ như là ở đây mình muốn cho nó một cái tiêu đề khoảng vào đây đi. Thì các bạn có chơi cái Assassin's Creed không? Đó, thì mình cũng sẽ tạo y chang như vậy. Ví dụ như là đây là cảnh người ta đập chết mấy con cua vướng vào lưới đi, thì mình sẽ ghi nó là dead crab. À, như vậy là lỗi nè. Lỗi nặng luôn ha. Khi mà sử dụng thì tuyệt nhiên là tránh cái sự cố này đi. Rồi, sử dụng cái phòng này dead crab 100 đi, 102 cũng được. Rồi, và mình cho cái chữ này nhỏ xuống chút xíu, 72 chẳng hạn, và cho nó xích lên trên, 20 hơi cao, 15, 13, rồi, 13, đó, tạm thời như vậy. Tiếp theo là tạo cái dòng chữ ở trên và ở dưới cho nó cân bằng lại. Tạo lại một cái đi, và căn giữa ha, bé thôi. Phía dưới này mình muốn để chữ gì đây? Không. Nhớ để lại về không. Không. Chuyện con của chết. Đại khái là vậy. Tùy vào cái tùy vào cái mục đích của các bạn. Đây mình làm mẫu rồi ha. Thì không có design này, các bạn click vào đây hoặc không. Rồi, cho nó bé đi và cho nó có cái khoảng cách ra. Rồi, cho nó lên, xích lên chút xíu và tạo thêm ở dưới này. Ở dưới này có rồi, tạo thêm ở trên nữa. Cái này ghi gì đây? Based on a true story. Làm như phim kinh dị Mỹ vậy, dựa trên một câu chuyện có thật về một con cua chết. Cho nó cách ra 900 chẳng hạn,
À, chẳng hạn thế. Và chúng ta đã có một cái tiêu đề nhìn cũng khá là hấp dẫn đấy. Vậy thôi, à, cái tool này tới đây là tạm dừng đi. Ở đây các bạn có thể thấy là mình đã tác động được rất là nhiều về phong cũng như là một số cái hiệu ứng hoặc là phối hợp phong như thế nào. À, một số cách thôi, các bạn có thể áp dụng vào hình ảnh của các bạn một cách sao cho nó hợp lý. Và chúc các bạn thành công và nhớ like và subscribe cho mình nha. Cảm ơn.